shop nick tự động sĩkẹoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Alo, các cháu đã nghe rõ chưa? Chút là chút ngã đấy các con ơi, các con đã nghe rõ chưa nhỉ? Nope. Có phải là skin xe cũ không hay là skin xe mới nhỉ? Cái này mình không rõ nữa cơ. Thôi kệ đi. Vé giảm giá hả? Thôi cái này đâu được giảm giá đâu. Được rồi. Wow. Ngon vãi nồi, các cháu ạ. Chú nhớ là con xe này nó giống y hệt con xe năm ngoái mọi người cũng có rồi thì phải. À cũ nha anh à, đúng rồi. Tưởng gì? Wow. Sao mấy bữa nay chú nói chuyện thì gắt thế à? Bây giờ nhá, chú bảo nhá, thằng nào xem được thì xem, mà không xem được thì ngồi đây xem nhá. Một là anh em dùng Pharmat, hai là anh em dùng Ska. Chứ bây giờ ai lại dùng combo hai súng trường như này, nói thật về nghe mà hỏng hết bánh kẹo cha ơi chơi cả. Đấy mà chơi kiểu cảm giác nó cũng khoai vãi trưởng ra. Má mày, bố đích tự dạng. Uầy. Má mày chạy này. Mày nghĩ sao vậy con? Mày chạy. Được rồi, mày lại hôn với chú nha. À, con lợn này mày chạy à? Chú mày lại sợ mày quá. Mày chạy đi. Mày chạy đi con. Mày liệu hồn nha, mày chạy à? Rồi nó ngay dưới này. Quân que. Ui vãi cả nồi rồi. Vãi nồi rồi. Wow. Không tuổi. Tuổi gì. Ui. Bên trên có người. Con máu. Ui đồng thế. Đồng thế này chơi gì anh em, bây giờ cũng có luôn. Vãi nồi luôn anh em ạ. Máu thì đang hết. Thôi chú xin. Chú xin các con ạ. Ba này vừa phải canh thẳng ở dưới, vừa phải canh thẳng ở bên hông này. Gắt thế nhỉ. Chả hiểu sao định nhân làm quả mấy pha gắt như này. Ui, anh em thấy chưa. Các bạn thấy chưa. Bắn thẳng ở trên không xong, bắn thẳng ở dưới cũng vỡ mồm. Vãi nồi rồi, thôi. Lên trên cho nó lành. Sợ vãi trưởng ra. Quào nãy kiểu mình còn đúng tim máu. Mấy thằng chúng nó đi khịa mình. Chúng nó đi đòi xơi mình. Ui, chúng nó tính hấp riêng mình. Còn què điên thế nhở. Đi. Má mày, đây rồi. Đây rồi. Xong nhá con lợn này. Ê, có phải là ngoài kia có người không nhở? Đi. Đây rồi. Đây rồi. Mày coi chừng chú nha con. Má mày. Bây giờ mày muốn cái gì? Muốn gì? Ôi vãi cả trưởng, phía sau có người. Vãi luôn rồi. Wow, không tuổi. Tuổi gì? Được rồi. Thằng bé căng vãi nồi, sao không hiểu sao nó vẫn đang đứng đấy. Ghê vãi anh em ạ, không có bông keo. Vỡ mồm, vỡ miệng bây giờ kìa, nó vẫn đang đứng đấy kìa. Má nhà nó. Wow. Không tuổi. Tất cả các cháu không tuổi, chú tuyên bố là lên sàn hết đi các con. Chú cân ôn. Đéo tin. Thôi, mình xin. Mình xin bạn đây. Phải nổi, bông keo mới để các con này. Má mày cái đầu. Wow. A few moments later. Đứa nào gạ dao ở đây? Nghe tiếng gạ dao gần vãi trưởng rồi. Đâu ra? Ui, hai đứa đang gạ dao nhau à? Vãi nồi, gạ dao nhau à? Thằng bên kia qua đây. Chiến tranh loạn lạc thế này. Gạ dao mới vãi lờ chứ anh em. Có vẻ gắt phết nhở. Đang chiến tranh loạn lạc như này lại bảo gạ dao, ai chơi?
Nhưng gã dao của nó gần lắm đâu, nó ra nó đập xe mình luôn rồi. Mày bị ngáo hả con? Má mày, nó dám phá xe bố mày à? Vãi cả nồi, nó dám phá xe của chú con. Dăm ba thằng mất dạy này, mày nghĩ sao mày đòi phá xe của chú vậy? Thôi xong rồi, hỏng rồi. Toang rồi ông giáo ạ. Kiếm thêm tí đạn xuống trường đi. Toang rồi ông giáo ạ, nó phá luôn xe của mình rồi, vãi cả nồi. Quần què nhà chúng nó chứ mình có điên không anh em? Bây giờ chả có xe để chạy lại được, dăm ba thằng nó đi phá xe nữa thì ôi vãi nồi. Wow, chú chả hiểu sao thằng đếch nào nó lại phá xe của mình anh em ạ. Đâu rồi, để chú quay nào. Wow, mình hơi rát nhá. Wow, làm sao? Đứa nào cái mình ở trên đây? Mình hơi rát nhở các con nhỉ? Nghĩ sao vậy, dăm ba quả mình chú lạ gì nữa hả? Nó gài mình ngay luôn lên. Bên dưới có người à? Qua đây. Mày qua đây nhà mày. Má nhà nó chứ, qua đây. Mày qua đây nhà mày. Lên đây nhà mày. Lên đây nhà mày. Chắc là nó không dám lên đâu. Đúng rồi, làm sao mà dám lên được. Má mày liệu hồn nha mày. Liệu hồn nha mày. Mày coi chừng tao nha mày. Má đâu nghĩ sao nó định chơi chú các con à. Mất dạy này. Nó không tuổi con ạ. Tuổi gì chơi chú. Nói thẳng luôn, nó không tuổi con ạ. Đứng tạm đây cái nào. Thế làm sao? Nó vẫn đứng cạnh mình thôi anh em ạ. Tầm này có 5 đứa này. Tự lo cho tính mạng của mình thôi. Chờ ai lo nữa, lên trên trước là cơ hội sống sót trước các con ạ. Bây giờ còn 3 này. Một đứa ở ngay chỗ kia rồi. Ui vãi nồi, nó định chơi chú này con này. Mày liệu hồn nha con. Mày chạy đi con. Mày liệu hồn nha con. Đúng rồi, 2 đứa ở dưới. Ui, không biết là có quả bông keo được không anh em. Lậm nhanh bông keo. Không có, thằng này nghèo vãi nồi. Nó không có bông keo, quần què nhà nó chứ. Nghĩ sao vậy? Lòi đâu ra mấy thằng nghèo rất mùng tơi thế này. Vãi cả nồi rồi, phí phạm thanh xuân rồi. Ngồi đây chờ mấy thằng nghèo rất mùng tơi, phí phạm thanh xuân rồi các con. Làm sao lên đây? Mày lên đây nhà mày, mày coi chừng tao nha mày. Có lẽ mày lên vào nhà trước đi anh em. Cái quần què chứ. Dăm ba thằng này tuổi gì với chú. Được rồi nha. Còn một đứa ở ngay nhà kia. Đây rồi, đang chạy qua đây. Má nó làm gì ở đây? Má mày, làm gì đây vậy? Mày coi chừng tao nha mày. Tụi tao bắn mày á. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. Có súng đây nè. Mày làm gì ở đây vậy? Mày coi chừng tao nha mày. Mày dựng mông keo này. Mày chạy đi nha mày. Má mày dựng mông keo này. Wow. Yes. 9 kill rồi thằng cuối. Thằng cuối nó chỉ ở ngay góc này thôi, được rồi. Đi bây giờ không có mông keo khó khăn vãi cả trưởng ra anh em ạ. Nó ra kia rồi à? Gốc cái kia rồi à, phải không vậy? Khoai vãi nồi. Được rồi các con ạ, pha này khoai vãi nồi rồi. Hên xui rồi. Chạy qua đây mà không thấy nó thì chắc chắn là chú vỡ mồm rồi các con ạ. Chuẩn bị chú vỡ mồm rồi nha các con. Bần què nó chứ. Đâu rồi. Căng vãi cả nồi ra anh em ơi, bây giờ là chú. Quay vãi cả trường. Wow. Yes. Không tuổi. Ôi giời ơi, vẫy tay, top 1 rồi. Trời ơi, giảm ba thằng rơm, không tuổi với chú con ạ. Trời ơi, giảm ba thằng rơm, không tuổi với chú con ạ. Đéo tin. Yes. Top 1 mẹ rồi các con ạ. Trời ơi, lên rank, cộng điểm. Wow. Được rồi nhá. Thế là lên được cái vàng vàng 4 rồi các con ạ. Trời ơi, ok. 10 kill top 1 đúng theo tiêu chuẩn của chú luôn các con ơi. Ngon lành canh đào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.